Tiết lộ cảnh giới tu hành cao nhất hiện tại mà sư Minh Tuệ đã đạt được. Mến chào quý vị khán thính giả đang nghe và xem kênh YouTube Vạn Điều Hay, nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về tin tức, đời sống và xã hội. Kính thưa quý vị, có lẽ bây giờ thói quen của nhiều người sử dụng mạng xã hội đó là hàng ngày mở điện thoại lên và tìm kiếm các thông tin về sư thầy Thích Minh Tuệ. Một con người bằng xương bằng thịt có thể tu hành trọn vẹn 13 hạnh đầu đà theo lời dạy của Đức Phật, khiến cho biết bao Phật tử cả ở trong và ngoài nước cảm thấy xúc động nghẹn ngào. Nhiều người còn xem hình ảnh của sư Minh Tuệ như một vị Bồ Tát, một vị A-La-Hán, rồi người ta rồng rắn nhau đi theo sư Minh Tuệ trên khắp các nẻo đường khất thực của ông. Có thể thấy được sức ảnh hưởng của sư Minh Tuệ đã khiến cho mọi người mến mộ ông như thế nào. Nhiều người nhờ có ánh sáng của bậc chân tu Minh Tuệ đã tỉnh thức, thay đổi tư duy, hiểu ra được chánh pháp, giác ngộ theo lời Phật dạy là như thế nào, để từ đó họ có được cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Đó không phải là tiền tài, danh vọng, cũng chẳng phải là đua nhau đi chùa lễ lạt cầu cúng, cúng dường thật nhiều để mong kiếp sau nhận được nhiều phước báu, hay con cháu nhờ đó mà trở nên được giàu sang. Phật giáo chân chính đơn giản là hướng con người ta đến với những điều thiện lành, giữ giới, không làm điều ác, con người yêu thương lẫn nhau, xả bỏ những ham muốn tầm thường để đạt được hạnh phúc lớn lao hơn. Cũng chính bởi Thiền sư Thích Minh Tuệ đã nghiêm trì tuân thủ giới luật và thực hiện 13 hạnh đầu đà một cách khổ hạnh nhất, ngày ăn cơm chay một bữa, y áo may vá từ vải vụn nhặt được ven đường hoặc nghĩa địa, ngủ ngồi nơi gốc cây nhà hoang. Rất nhiều người đã tò mò muốn biết được cảnh giới hiện tại của sư Minh Tuệ là ở đâu, bao lâu nữa thì ông sẽ đạt tới cảnh giới cao nhất. Thì mới đây, một sư thầy có tên là Thích Thiện Trang đã lên tiếng về những điều này. Cụ thể, vị sư thầy này đã nói những gì? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua video ngay sau đây. Kính thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội lan truyền một video rất đáng chú ý của sư thầy tên là Thích Thiện Trang đánh giá về sư Minh Tuệ như sau. Ngài Minh Tuệ thể hiện cho chúng ta thấy một người có thể tu hành và thành tựu ngay trong đời này. Ngài ấy học pháp sâu, nhiều đồng tu ở đây chúng ta so sánh với chính Thiện Trang tôi. Tôi biết đến Phật Pháp từ năm 27 tuổi, tức là thời gian tu học lâu hơn, và tôi cũng đi xuất gia sớm hơn thầy Minh Tuệ. Cho nên, nếu xét về thời gian tu học thì tôi nhiều hơn. Nhưng quý vị đều thấy rõ ràng là tôi đi trước nhưng mà về sau, còn thầy Minh Tuệ đi sau nhưng ngài ấy lại về trước. Chưa cần nói đến việc ngài đã chứng quả vị gì, vì chúng ta là phàm phu không thể biết được. Trong bài giảng lần trước, tôi có chia sẻ rằng chỉ dùng đến ngũ phần kiết sử để đánh giá đến quả vị tam quả A-na-hàm thôi. Đó là theo đánh giá của phàm phu chúng ta. Vì chúng ta mới chỉ học tới lớp 5, lớp 6 thì làm sao đánh giá được người học tới trung học phổ thông hay đại học. Cho nên không thể biết chắc chắn ngài ấy đã đạt đến cảnh giới nào. Chỉ biết rằng cảnh giới đó cao hơn mình rất nhiều. Ngài Minh Tuệ thể hiện cho chúng ta thấy ngài ấy tu như thế nào. Phương pháp tu rất đơn giản, cứ tuân theo đúng lời Phật dạy, học đúng kinh Phật dạy là kinh Nikaya và kinh A Hàm. Phật dạy gì thì làm đấy, chứ không xen tạp. Chúng ta thấy ngài Minh Tuệ chỉ tu trong một vài năm ngắn ngủi nhưng đã có ngay thành tựu. Nhìn vào lúc ngài Minh Tuệ lần đầu tiên xuất hiện trong video, hình như lúc đó ngài mới chỉ tu được khoảng 2 tháng. Lúc đó ngài mặc y áo màu vàng, người ta cho tiền ngài, ngài cảm thấy bối rối và nói không được nhận tiền vì sẽ phạm giới. Hồi đó khuôn mặt ngài chưa có được sự an nhiên tự tại như bây giờ. Và càng ngày càng về sau, theo thời gian, sự giác ngộ Phật Pháp cùng với sự thấu hiểu được nỗi khổ hành
trong cuộc sống nhân gian, tích lũy qua những bước chân khất thực trên khắp các nẻo đường Việt Nam, Sư Minh Tuệ đã ngày càng tinh tấn hơn trên con đường tu học Phật Pháp. Để rồi, khi Ngài ấy đi vào địa phận Thanh Hóa, Nghệ An, từ dáng đi, ánh mắt cho đến mọi hành động của Ngài đều khác hẳn lúc xưa, an nhiên, tự tại. Sư Minh Tuệ chỉ bằng việc thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn mà Ngài đã thị hiện cho chúng ta thấy được phẩm hạnh cùng cách tu hành của một bậc chân tu là như thế nào. Nói dễ hiểu hơn là Ngài ấy đã thực sự làm gương cho chúng sinh thấy được rằng giáo pháp của Đức Phật hoàn toàn có thể thực hành được và áp dụng được vào trong đời sống nếu chúng ta tuân thủ theo đúng lời dạy của Đức Phật. Cứ làm đúng theo lời Phật dạy, Phật dạy làm sao thì làm như vậy, không thêm không bớt gì hết. Mình cứ đúng tu như thế thì tự nhiên sẽ có kết quả. Cho nên tôi nghĩ rằng Ngài Minh Tuệ ít nhất đã chứng quả vị thứ ba là quả A-na-hàm, hoặc hiện tại rất có thể Ngài ấy đã đạt đến quả vị thứ tư, quả A-la-hán. Đó là nhận định của phàm phu chúng ta, vì chúng ta không phải thánh nhân để có thể chứng minh được điều này. Nhưng quý vị cứ nhìn vào những cử chỉ, hành động, lời nói, ánh mắt của Ngài ấy thì chúng ta cũng sẽ thấy được những điều này. Quý vị có còn nhớ hình ảnh lúc chân Ngài ấy dẫm phải gai hay không? Ngài ấy nhẹ nhàng nhổ ra, song vẫn đi lại bình thường, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Bình thường nếu con người chúng ta khi bị gai đâm vào chân sẽ vô cùng đau nhức, có thể phải òa lên khóc hoặc đi đến bệnh viện để trị thương. Nhưng với Ngài Minh Tuệ, chỉ đơn giản là nhổ ra rồi vẫn bước đi thanh thoát, như chẳng hề cảm nhận được bất cứ đau đớn gì hết. Trên mặt Ngài ấy vẫn thể hiện sự an nhiên tự tại vô thường. Đó có giống với phá thân kiến của Đức Phật dạy hay không, thưa quý vị? Tức là không còn thân kiến, cho nên không còn cảm giác đau nữa. Rồi hãy nói đến bữa ăn của Ngài ấy. Ngài ấy chỉ ăn một ngày một bữa cơm chay trước 12 giờ trưa, ăn đủ để duy trì thân mạng, chứ không mong cầu gì hơn, không tích trữ đồ ăn dư thừa cho ngày hôm sau. Nhiều vị đồng tu chia sẻ rằng, khi đi theo Ngài Minh Tuệ, quan sát Ngài khi ăn, Ngài ấy ăn rất ít, chỉ lấy một miếng cơm, một ít đậu phụ, một ít rau. Ngài ấy không lấy những món gì cao sang cả, chỉ ăn có một chút xíu và ăn rất chậm. Thế nhưng, với một bữa ăn như thế, nhưng chúng ta đều thấy rằng, Ngài ấy có thể bước chân đi thoăn thoắt, mặc trời mưa nắng ra sao, mặc đồng bằng hay đồi núi cao, vẫn chẳng hề hấn gì đến bước chân của Ngài ấy. Ngài ấy đi hết từ ngày này qua ngày khác, đã hết 6 năm trời. Thực sự đúng là chân trần nhưng ý chí thép. Tôi muốn nhấn mạnh vào những điều này để tất cả Phật tử chúng ta học được cái đạo hạnh của Ngài ấy. Bởi vì nếu Ngài ấy xuất phát điểm quá cao là thần thánh giáng trần, thì rõ ràng khi thần thánh giáng trần thì với tu vi của họ quá cao, người thường chúng ta không thể nào học nổi. Nhưng với Ngài Minh Tuệ có xuất thân như thế nào? Ngài ấy cũng là một người bình thường như chúng ta, lớn lên trong một vùng quê nghèo, 18 tuổi vào quân ngũ, học và ra trường làm một công việc bình thường như bao người khác. Tức là xuất phát điểm của Ngài ấy cũng giống như những người bình thường chúng ta. Nếu ai là một người yêu mến Sư Minh Tuệ và thường xuyên xem hết các video về sư, thì sẽ nhớ đến một cuộc phỏng vấn thầy Minh Tuệ kể về cuộc đời của chính mình. Thầy ấy nói là lúc đi làm ở ngoài đời cũng bị gia đình hối thúc chuyện cưới xin. Thế nhưng Ngài ấy đã bén duyên với Phật Pháp, cho nên mọi duyên phận trong đời sống thực tại đều không thành. Tới năm 35 tuổi thì Ngài tìm đến Phật Pháp, học theo lời Phật dạy. Cho nên tôi cho rằng người nào mà đến với thế gian này với một nhiệm vụ đặc biệt cho chúng sinh hoặc là để đắc quả, thì trời Phật và các vị Bồ Tát trên cao sẽ hướng họ đến những điều hy sinh lớn lao, chứ không còn là những ham muốn dục vọng bình thường như chúng ta nữa. Người đời thì dễ bị nghiệp lực trói buộc, sẽ bị dính vào đường tình duyên tham ái, đúng không nào? Nhưng với những người như Sư Minh Tuệ, họ đã thoát ra được. Họ thoát ra
vì họ có sự gia trì và có nguyện lực từ nhiều đời trước cho nên họ có thành tựu. Đó là một điều đặc biệt của Sư Minh Tuệ. Nếu mà hồi xưa Sư Minh Tuệ xuất gia mà từ nhỏ đến lớn đã từ bỏ hết tất cả thì rõ ràng là ngài ấy đã cao hơn hẳn chúng ta rồi. Nhưng đây, ngài cũng từ nhỏ đến lớn sống trong cõi trần, cũng nhiễm bụi trần như chúng ta. Vậy mà cũng chỉ có mấy năm trời, ngài ấy tu tập theo lời dạy của Đức Phật mà ngài ấy đã thay đổi hoàn toàn. Điều này chứng tỏ phiền não trong đời sống con người không phải là một vấn đề gì quá lớn. Vấn đề cốt lõi lại nằm ở việc chúng ta có chịu tu hành hay không. Xác định tu tập chánh pháp là mình phải đoạn bỏ đi tất cả những phiền não. Chúng ta không cần nói ngài ấy chứng quả gì, chỉ cần thấy bây giờ sức ảnh hưởng của ngài ấy đi đến đâu cũng được mọi người ca tụng. Không chỉ riêng Phật giáo mà ngay cả những tôn giáo khác, những người đến từ mọi nơi trên khắp thế giới, họ cũng bày tỏ lòng tôn kính đối với Sư Minh Tuệ. Đó là vì cái đức hạnh tuyệt vời của ông. Bằng sự tu tập nghiêm khắc của mình, ở ông đã toát ra một thứ gọi là từ trường an lạc. Mà cái hay ở chỗ là không cần gặp trực tiếp ông, chúng ta chỉ cần lên mạng mỗi ngày thôi, được xem những video về ông, chúng ta cảm thấy tâm mình trở nên nhẹ nhàng, thư thái. Xem những video về ngài Minh Tuệ hồi xưa, có thể thấy sức thu hút và từ trường an lạc chưa mạnh mẽ như bây giờ. Thế nhưng khi xem những video gần đây, tôi cũng không biết tại sao hình ảnh của ngài Minh Tuệ lại mang lại cảm giác an lạc, tự tại, khiến mình dễ tu hành đến như vậy. Giống như việc mình được gia trì, cảm thấy nhẹ nhàng, bớt phiền não, dễ ngủ hơn, bớt suy nghĩ, lo lắng hơn. Không biết tại sao, nhưng tâm hồn rất tỉnh táo lạ thường. Cho nên tôi gọi đó là từ trường an lạc, mà chỉ có thể toát ra từ một người đã đắc quả mới có được. Mà quả vị này không thể là một quả vị nhỏ được. Vì thế, nếu chỉ ở mức sơ quả Tu Đà Hoàn thì người ta chỉ có cái gọi là kiến đế, tức là đoạn được ba loại kiết sử phiền não, gồm thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Công phu họ chưa có định thì cũng không khác gì người thường là mấy. Như chúng ta đều biết, A-la-hán là thuật ngữ trong Phật giáo dùng để chỉ những người đã đạt được pháp quả, tức là đã hoàn toàn giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi nhờ tu tập. Họ được xem là hiện thân của trí tuệ và lòng từ bi, được kính trọng vì đạt đến trạng thái cao nhất của sự giác ngộ. Họ đã loại bỏ hết mọi khổ đau và mê lầm trong cuộc sống và được coi là những người tu hành xuất sắc nhất trong Phật giáo Tiểu Thừa. Có thể nói, A-la-hán là những người đã vượt qua mọi phiền não, không còn bị chi phối bởi những dục vọng và khổ đau của thế gian. Họ đã đạt được trạng thái Niết Bàn, một trạng thái gọi là giải thoát hoàn toàn. Trong tiếng Phạn, A-la-hán có nghĩa là người xứng đáng hoặc người đã chiến thắng, chỉ ra rằng họ đã chiến thắng mọi cám dỗ và thoát khỏi mọi khổ đau của thế gian. Nhưng với một người có từ trường an lạc mạnh như Sư Minh Tuệ, chứng tỏ phải là một người đắc quả rất cao, chứ không thể nào là quả thấp được. Hồi xưa, tôi thấy việc tu tập thì Sư Giác Khang đã là số một rồi, số một về khổ hạnh tu hành và giữ giới. Nhưng mà đến hôm nay, không ngờ là mình còn may mắn gặp được một người còn tu hành cao hơn Sư Giác Khang về khổ hạnh và giữ giới. Tôi nghĩ là mình không hề nói quá, bởi vì 13 hạnh đầu đà, thưa quý vị, chúng ta bất cứ ai thời nay mà đọc đến đây thì có lẽ đều nghĩ rằng tất cả những điều này chỉ có trong kinh sách thời xưa. Thời này là thế kỷ nào rồi, làm sao mà tu theo ngài Maha Ca Diếp được? Ấy vậy mà Sư Minh Tuệ lại làm được điều này. Không những vậy, sau khi ngài tu như thế, ngài dẫn theo biết bao nhiêu nhà sư khác cùng thực hành theo. Cho nên ngài Minh Tuệ quá đặc biệt. Điều này chứng tỏ điều gì, thưa quý vị? Tức là giáo lý Phật giáo chưa bao giờ là lạc hậu, chỉ có người ta không chịu thực hành nó một cách nghiêm khắc mà thôi, cho nên mới không ra được kết quả. Nếu mình thực sự kiên trì, chịu khó tu tập thì chắc chắn mình sẽ có kết quả. Cho nên theo dõi ngài Minh Tuệ, tôi cũng phải tự xem lại mình, xem xưa nay mình tu như thế nào.
So với ngày ấy, tôi như khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất vậy. Kính thưa quý vị, ngay sau những lời này của sư Thích Thiện Trang được lan tỏa trên mạng xã hội, thì nó đã nhận được sự chú ý lớn từ dư luận. Đa số mọi người đều bày tỏ quan điểm ủng hộ sư Thích Thiện Trang và khen ông đã có những lời chia sẻ chân tình, khiêm tốn, chứng tỏ ông cũng là một người tu hành tinh tấn. Một số bình luận đáng chú ý như sau. Thầy Thích Thiện Trang nhắc đến sư Giác Khang với một lòng tán thán: con xin kính đảnh lễ thầy. Nay thầy tán thán sư Minh Tuệ, con cũng xin cúi đầu đảnh lễ thầy. Như vậy con biết rằng mình đã có chánh kiến, chánh tư duy khi nhận biết được người chân tu thực sự không mê lầm. Con cảm ơn thầy, những bậc chân tu có sức cảm hóa rất cao. Từ lúc thấy thầy Minh Tuệ, con tự thấy căn cơ của mình còn yếu kém. Con thích tu lắm nhưng chưa hành được. Con mới ăn chay được 5 năm, tâm đôi lúc còn chưa tịnh, còn tham sân si. Nay con nguyện sẽ hành trì nghiêm túc 5 giới để làm cho tâm trong sạch. Hóa ra thầy Thích Thiện Trang cũng không tu tại chùa giống như thầy Minh Tuệ. Nếu tu tại chùa mà nói như vậy, con sợ thầy sẽ gặp rắc rối. Rất cần các thầy tu đúng nghĩa như thầy Minh Tuệ, thầy Thích Minh Đạo, thầy Thích Thiện Trang và rất nhiều các bậc chân tu khác bên ngoài. Có vậy mới thực học và tu theo lời Phật dạy. Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết học hàm, học vị của thầy Thích Thiện Trang hiện nay là gì, nhưng nghe thầy giảng pháp, con rất thích nghe. Giọng thầy rất bình dị, cách giao tiếp thể hiện thầy đúng là một bậc chân tu làm theo lời dạy của Đức Phật, không sân si, tán thán người giỏi hơn mình. Mặc dù người đó tuổi nghề, xuất gia sau mình, nhưng chính quả trước mình không sân si với họ. Mong rằng các thầy tu ở Việt Nam chỉ cần tu được như thầy Thích Thiện Trang, chậm mà chắc, học và làm đúng như lời Phật dạy. Chứ học hàm học vị đầy người, nhưng hễ có người giỏi hơn mình là sân si đã nổi lên, không làm chủ được ngôn từ của mình. Vậy tu tập của các vị chẳng phải là đã vô ích hay sao? Bằng tiến sĩ của mình thì cũng trở thành tiến sĩ giấy mà thôi. Vì thực tế mình có vận dụng được những lời Phật dạy đâu. Trong con người của mình, tham sân si vẫn nổi lên khi có điều kiện. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy Thích Thiện Trang này tuy còn trẻ nhưng có nhận thức sáng suốt, có chánh kiến. Biết sư Giác Khang mà ngưỡng mộ là biết ông là người có tâm đạo cao, nên hiện nay nghe thấy thầy Minh Tuệ liền chấp nhận tán dương, vì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đây cũng là một vị thầy đáng để đảnh lễ. Thầy Thích Thiện Trang nói đúng quá. Tôi là người công giáo nhưng vẫn theo dõi thầy Thích Minh Tuệ mỗi ngày. Tôi rất rõ dáng vóc, sắc thái, cách thể hiện của thầy Minh Tuệ đều rất khác, rất đặc biệt. Tất cả các thầy khác tôi vẫn chưa cảm nhận được chân tu của họ. Cốt cách chân tu của thầy Minh Tuệ thì tôi rất rõ. Mình đã xem và nghe nhiều thầy có ý kiến nhận xét về thầy Minh Tuệ, họ không gây được ấn tượng đẹp lắm. Nhưng bây giờ nghe thầy Thích Thiện Trang nói về ý kiến về thầy Minh Tuệ thì thầy rất là tử tế, khiêm cung. Cách thầy nói chuyện rất vui vẻ, bình dị. Thầy ăn nói rất thật thà, thực lòng, đúng mực, là một bậc rất đáng kính. Không giống như một số thầy khác đã đi tu lâu rồi nhưng vẫn còn tham sân si, thể hiện ra qua từng cử chỉ, từng lời nói, thích kêu gọi, dụ Phật tử cúng dường, tỏ ra kiêu ngạo. Kính thưa quý vị, có thể thấy được dưới đoạn video của thầy Thích Thiện Trang đã có rất nhiều những comment của một số đạo hữu khác thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng họ đều có một đặc điểm chung là tán thán đạo hạnh của sư Minh Tuệ và sư Thích Thiện Trang. Đó là một điều rất đặc biệt của sư Minh Tuệ, khi ông không chỉ có sức ảnh hưởng đối với Phật giáo mà còn ngay cả những người ngoại đạo. Điều này chỉ có thể có được nhờ vào phẩm hạnh cao quý của sư Minh Tuệ, có sức cảm hóa tất cả mọi người. Người ta có thể dễ dàng buông bỏ mọi thói hư tật xấu khi có cơ hội được biết đến ông, nhìn thấy hình ảnh của ông, từ đó thay đổi tâm tính của mình, trở nên thiện lành hơn, yêu thương nhau hơn, biết sẻ chia, yêu thương giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau. Sự ảnh hưởng tích cực và vai trò quan trọng của sư Minh Tuệ có ý nghĩa rất lớn trong việc duy trì và phát triển những giá trị tinh thần của Phật giáo.
qua đó cho chúng ta thấy được sự đồng cảm và sự tôn trọng lẫn nhau giữa con người với con người. Đồng thời, chứng minh rằng dù bạn thuộc tôn giáo nào, đức tin nào, mà mục tiêu cuối cùng vẫn là mang lại hạnh phúc bình an cho con người, và tất cả đều hướng tới việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Mới đây, có một người hữu duyên gặp được thầy Minh Tuệ hỏi thầy rằng, khi con người bị vướng bận vào chuyện gia đình, chưa có điều kiện để sắp xếp tu tập được, nhưng lại rất muốn tu tập, thì liệu người tu sớm sẽ có thành tựu tốt hơn người tu muộn hay không? Thầy Minh Tuệ đã trả lời rất dễ hiểu rằng, tu muộn hay tu sớm đều do công năng của họ, theo phước nghiệp của họ, cái duyên đời trước của họ. Thời xa xưa, có những vị 120 tuổi tu cũng thành, có nhiều người 80 tuổi tu cũng thành, cũng có những người trẻ ngay từ nhỏ đã tu thành. Đó là tùy theo căn cơ và nhân duyên của họ, chứ không nhất thiết là phải trẻ hay già. Có nhiều người, chẳng hạn như anh bây giờ, chưa đủ duyên thì không nghĩ đến tu, nhưng khi đủ duyên rồi thì tu hành tinh tấn, siêng năng thì tự nhiên thành thôi. Đó là điều không bắt buộc, nhưng có điều là càng sớm thì làm cho mình càng dễ tu hành hơn, độ giải thoát càng cao hơn. Chẳng hạn như đối với con, nếu mà chờ đến năm 70 tuổi mới đi tu hành, thì đến lúc đó mình già yếu, nhiều khi lại theo dục vọng, bị vợ con trói buộc, lại không tu được nữa, rồi lại chết đi. Nhưng giờ như con, sớm càng tốt, chứ không thì cứ theo như thế, nhiều khi quên, lỡ vô thường tới hay gặp nạn, mất cái thân này rồi, lại không tu được nữa, khi đó đâu còn thân mà tu. Con nghĩ tu muộn cũng được, thôi để 50 rồi hay tu. Thế nhưng lỡ ngày mai, ngày mốt gặp chuyện không may, không còn thân này, lấy đâu mà tu nữa. Ngày hôm nay con tu, ít nhất là đã được hôm nay. Ngày mai lỡ có chuyện gì xảy ra, thì con cũng đã tu rồi, con đã giải thoát rồi. Nên theo con nghĩ, nếu không có vô thường, không có chuyện gì xảy ra, mà bình thường theo căn duyên của ai đó, thì kể cả những người sống đến bây giờ, 50 tuổi mà nghe được kinh Phật, giác ngộ ra tu, cũng so với người 20 tuổi nghe được kinh Phật, giác ngộ cũng như nhau. Nhưng người nghe 20 tuổi mà chờ đến 50 tuổi hay chờ già để tu cũng được, thì lỡ vô thường tới thì không làm được nữa. Những lời chia sẻ này của Sư Minh Tuệ về việc tu tập của mình hết sức chân thành, xúc động. Ông cũng có những âu lo về việc giữ thân mạng cho việc tu hành, nên ông cho rằng mình cần phải tu sớm, để lỡ mai này vô thường xảy đến thì mình cũng đã tu hành được rồi, đã làm được cái nhân duyên trong đời mà Phật Pháp đã đưa mình đến, đã thực sự tu tập theo lời dạy của Đức Phật. Kính thưa quý vị và các bạn, Vạn Điều Hay cho rằng Sư Minh Tuệ là một tấm gương buông xả mà chúng ta thực sự may mắn trong đời này có thể gặp được. Những bậc chân tu như vậy, từ xưa đến nay, có lẽ chúng ta chỉ thường thấy ở trong sách vở và những kinh điển Phật giáo, chứ chưa từng có được cơ hội gặp mặt đảnh lễ. Chính vì vậy mà khi chúng ta nhìn thấy được lối sống giản dị, khiêm cung đến mức cao nhất, ai trong chúng ta cũng đều có thể cảm thấy bản thân mình có thêm động lực để hướng đến sự thiện lành, giảm bớt những ham muốn thái quá của bản thân. Vạn Điều Hay cảm thấy rất xúc động khi đọc được rất nhiều những chia sẻ của mọi người thuộc đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Hầu hết trong số đó, mọi người đều bày tỏ sự hướng thiện của bản thân nhiều hơn, cảm thông hơn với mọi người xung quanh mình, và cũng trở nên kiên nhẫn hơn với những hoàn cảnh khó khăn mà mình đang gặp phải trong đời sống. Thật ra, đó chính là những điều kiện để con người chúng ta hướng đến hạnh phúc của mình. Lời chúc chân thành và giản dị của thầy Minh Tuệ còn mong mọi người luôn được bình an và hạnh phúc mà thầy thường xuyên nói đã thực sự có sức mạnh lan tỏa và mang đến hiệu quả cụ thể trong đời sống xã hội. Cổ nhân xưa thường nói rằng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Những tâm thức thiện lành sẽ luôn hướng về sự thiện lành. Người hướng thiện mới có thể đồng cảm và yêu thương những người hướng thiện khác. Mặc dù mỗi chúng ta đều chưa phải là người hoàn toàn thiện lương, nhưng chỉ cần trong tâm của chúng ta có điều thiện lành, biết quý trọng
và hướng đến chân thiện mỹ, thì tấm gương của thầy Minh Tuệ sẽ là yếu tố cần và đủ để tạo ra một sức mạnh thu hút mạnh mẽ, khiến mọi trái tim chúng ta phải rung động và hướng về. Điều đó là lời giải thích vì sao hình ảnh của thầy Minh Tuệ đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ chưa từng thấy trước đây, và sự cảm thông, thương yêu đã thực sự lan tỏa trong cộng đồng những người mến mộ thầy, để kết thành những hành động giúp đỡ, sẻ chia cụ thể, mang đến niềm vui và sự giảm nhẹ khó khăn cho rất nhiều gia đình còn đang nghèo khổ. Còn hơn thế nữa, tôi tin rằng những chuyển hóa trong sự tu tập của đông đảo những Phật tử khắp nơi chắc chắn sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới, và rồi sẽ đơm hoa kết trái thành những việc làm cụ thể, mang đến nhiều sự thay đổi tốt đẹp hơn trong cộng đồng. Và điều ngược lại, tất nhiên cũng đúng với những ai không có sự đồng cảm hướng thiện. Một khi không có sự đồng cảm với tấm gương tu tập của thầy Minh Tuệ, họ sẽ chỉ thấy đó là một con người bất thường, một kẻ ngu ngốc từ bỏ đời sống ấm êm để lang thang nay đây mai đó, sống vất vưởng trên đường, trong nhà hoang nghĩa địa mà chẳng đạt được bất cứ điều gì, chẳng hưởng thụ được gì, chỉ toàn là những sự khổ sở, khó nhọc. Và cũng chính do đó mà họ sẽ có khuynh hướng cho rằng thầy Minh Tuệ đang tu quá khổ hạnh. Cho nên, trong một ý nghĩa nào đó, thầy Minh Tuệ không chỉ là tấm gương sáng để mọi người tu tập noi theo, mà còn là một tấm gương phản chiếu, một tấm gương soi, để khi nhìn vào trong đó, ta có thể thấy rõ các yếu tố bất thiện tương phản. Có người gọi thầy là tấm gương chiếu yêu, tuy có hơi nặng lời, nhưng không phải là không có lý. Có rất nhiều sự việc từ trước đến nay dường như đã trở thành quen thuộc đến mức bình thường trong nhận thức của nhiều người. Nhưng nay đối trước với tấm gương của thầy Minh Tuệ thì những điều đó bỗng trở nên xấu xí, khó coi và thậm chí còn gây khó chịu. Đơn giản chỉ vì chúng thuộc về những điều bất thiện. Không ai có thể biết trước được tương lai, nhưng cơn gió lành Thích Minh Tuệ cũng như ngọn đèn giới định tuệ mà thầy đã thắp lên trong thời gian ngắn ngủi vừa qua đã chứng tỏ sức lan tỏa nhiệm màu của Phật Pháp, cũng như cho thấy rằng những hạt giống lành và sự khát khao hướng thiện luôn tồn tại trong mỗi con người chúng ta. Chính vì vậy, đối với những ai đang có quan điểm cho rằng thầy Minh Tuệ không làm được gì cho xã hội, thậm chí là những từ ngữ nặng nề hơn, thì những Phật tử hơn ai hết cần phải sáng suốt phân biệt được đâu là bậc chân tu, đâu là những ma tăng chuyển khoản tăng. Những kẻ xấu thì sẽ luôn làm những hành động khiến cho Phật giáo biến tướng và suy thoái, trở thành một tôn giáo mê tín dị đoan, hoàn toàn xa lạ với những gì Đức Phật đã truyền dạy. Còn ai mới là bậc chân tu, khai sáng chánh pháp quay trở lại giữa bộn bề trần thế ngày nay, hướng con người ta đến những điều thiện lành và tràn đầy yêu thương? Chính thân giáo của thầy Minh Tuệ tạo nên hoan hỷ lớn, ảnh hưởng sâu rộng đến tâm hồn Phật tử nói chung và những người chưa phải là Phật tử nói riêng. Thân giáo, pháp hạnh hành đầu đà của thầy Minh Tuệ có lẽ sẽ đặt ra nhiều câu hỏi về sự đa dạng pháp môn tu tập trong các tự viện lớn, các chùa to Phật lớn về pháp học và pháp hành, và như một hệ quả sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho những người đi theo con đường chánh pháp của Phật Thích Ca. Nhớ đến hình ảnh của thầy Minh Tuệ và hàng ngàn người đi theo trong một video, tôi liên tưởng đến phẩm Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất trong Kinh Pháp Hoa. Khi chư Phật xuất hiện đã làm chấn động đất tâm của hàng triệu người, đất rúng động nứt ra, hàng triệu vị Bồ Tát hiện lên, tiếp bước chư Phật, hộ trì giáo pháp của chư Phật chánh đẳng chánh giác tại cõi Ta Bà. Vạn điều hay cảm nhận rằng cũng chính những con người theo thầy Thích Minh Tuệ đó, khi được Phật Pháp khai mở, khiến cho họ giác ngộ, họ trở nên dũng mãnh vô úy, phát tâm Bồ Đề, hộ trì chánh Pháp. Tôi cũng cảm nhận thấy bóng dáng của các Bồ Tát khác, của các cư sĩ, của chư thiên, long thần hộ Pháp, trong hình dáng của những vị sư đi theo thầy, người quét đường, trong thí chủ cúng dường. Tâm hướng thiện là nét cơ bản trong đời sống tinh thần của người Việt Nam. Hình ảnh hàng trăm, hàng ngàn người chờ đợi đón tiếp thầy Minh Tuệ bằng tấm lòng ngưỡng mộ, cử chỉ thành kính là một thực tế xuất phát từ cái tâm hướng thiện
tiềm tàng trong lòng mỗi con người. Rồi đây, cơn mưa rào mát lành mang tên sư thầy Thích Minh Tuệ sẽ qua đi, nhanh hoặc chậm, nhưng đã để lại lợi ích to lớn cho mảnh đất tâm của nhiều người, những người Phật tử, cư sĩ tại gia, những người thường nghĩ mình thiếu thốn, nghèo khó, những người luôn quả quyết rằng tiền là trên hết, sống vì tiền và vì mình là trên hết, và cả những người mắc bệnh lo âu về tiền bạc, tài sản, về an ninh của bản thân và gia đình quá mức. Thầy Minh Tuệ đã truyền cho bản thân tôi và nhiều người về lối sống thiểu dục chi túc, vô ngã vị tha. Xin thành kính đảnh lễ và tri ân thầy Minh Tuệ từ xa. Cầu mong cho thầy thân khỏe tâm an để mang lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Khuôn mặt tươi cười, không hề lo âu bởi áp lực cuộc sống, thanh thản đi giữa con đường chưa nắng chang chang, làm bừng lên sự rạng rỡ hình ảnh khất sĩ Thích Minh Tuệ, cái y áo, và trở thành linh thiêng sống động và thậm chí là huy hoàng. Thầy Minh Tuệ thực hành hạnh ngủ ngồi dưới nghĩa địa, gốc cây, ngôi nhà hoang, rừng trống, đã làm sống lại hình ảnh du tăng khất sĩ của Phật Thích Ca Mâu Ni từ 2600 năm về trước. Thầy đã khiến cho bao người dấy lên sự trăn trở về ý nghĩa thực sự của đời người, những người vốn khắc khoải thánh thiện, bình an vượt lên ma lực của đồng tiền, quyền lực, ích kỷ ngã mạn. Thầy Minh Tuệ đã làm rúng động hàng triệu con tim Việt Nam trên khắp thế giới, cho người ta hy vọng về những điều tốt đẹp đang ngày một nở hoa, bất chấp mọi gam màu xấu xí đen tối. Những bông hoa sen sẽ vẫn mọc lên trên đầm lầy. Lời Phật dạy về khổ đế và nguyên nhân của sự khổ có lẽ đã hiện rõ vào tim của những người Phật tử. Sự thống khổ của hiện thực đời sống, sự khô khan chai sạn của tâm hồn đã khiến người ta luôn khao khát và hy vọng về một điều gì đó mang lại sự an lành mát mẻ. Thầy Minh Tuệ xuất hiện trong bối cảnh đó. Cách đây hơn 2600 năm về trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dự ngôn rằng sau khi Ngài ly thế, cũng chính là lúc thời kỳ mạt Pháp, thì Phật Pháp mà Ngài đã truyền sẽ bị phá hư, diệt vong. Và trong thời mạt Pháp đó, sẽ xuất hiện rất nhiều tăng nhân giả làm thiện tri thức, đưa chúng sinh lầm đường lạc lối. Và có lẽ ánh sáng của sư Thích Minh Tuệ ở cuối con đường chính là một ngọn đèn rực rỡ thắp sáng lại hy vọng về một thời kỳ thịnh thế của Phật giáo, nơi các Phật tử chân chính chưa bao giờ người ta lại cần một bậc chân tu để dẫn dắt mình trên con đường tu tập, tu sửa bản thân như thời điểm hiện nay, thời điểm sư Minh Tuệ xuất hiện. Trên đây, Vạn Điều Hay đã gửi đến quý vị và các bạn tiết lộ cảnh giới cao nhất hiện tại mà sư Minh Tuệ đã đạt được. Nếu quý vị cảm thấy video này hay và bổ ích, xin đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.